Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán. Các bạn hôm nay mình nói về số nguyên tố và hợp số. Thì mình sẽ cho ví dụ, sau đó mình nêu định nghĩa, sau đó mình sẽ cho ví dụ cho tất cả các bạn cùng giải quyết nha các bạn. Đây, ví dụ bên đây là số nguyên tố và bên đây là hợp số. Thì mình cho ví dụ cơ bản trước, đó là số 3 và hợp số là số 4, được chưa? Khi để biết số này tại sao là số nguyên tố thì các bạn chỉ cần tìm ước của 3 giúp mình. Ước của 3 gồm nè. Thì ước là chia, các bạn lấy 3 chia cho 1, chia cho 2, chia cho 3. Thì các bạn thấy rằng 3 chia được cho 1. Ok chưa ạ? Dấu này là dấu chia hết. Tiếp theo, 3 chia được cho 2 không ạ? Không. 3 chia được cho 3 không ạ? Được. Được chưa? Vậy 3 được gọi là số nguyên tố vì 3 được gọi là số nguyên tố, 3 là số nguyên tố vì 3 có hai ước 1 và 9 nó. Ok chưa? Rồi thì kiểm tra giúp mình 4 có phải là số nguyên tố hay không. Nếu không phải là số nguyên tố thì người ta gọi là hợp số. Nếu là số nguyên tố thì không phải là hợp số, mà là hợp số thì không phải là số nguyên tố. Hai hàng này đối ngược nhau, được chưa? Vậy muốn biết nó là hợp số thì bạn chỉ cần chia, hay còn gọi là tìm ước. Các bạn lấy 4 chia 1. 4 chia 1 được à? Được, chia hết. Tiếp tục 4 chia 2 được không ạ? Được 2. 4 chia 3 được không ạ? Không. 4 chia 4 được không ạ? Được. Được chưa? Vậy 4 gồm có ước là 1 nè, 2 nè và 4. Vậy nó có trên 1, 2, 3, 3 ước thì nó được gọi là hợp số. Được chưa? Đó, số nguyên tố là số chỉ có 2 ước, 1 và 9 nó. Còn hợp số là số có 3 ước trở lên. Được chưa? Rồi, vậy là 4 là hợp số. Được chưa? À, vậy mình định nghĩa lần nữa. A được gọi là số nguyên tố. Số nguyên tố khi và chỉ khi A có hai ước nha các bạn. 1 và 9 nó. 1 nè và 9 nó. Ok chưa? Còn cái nào không phải là số nguyên tố thì người ta gọi là hợp số. Ok chưa? Rồi bây giờ mình lấy ví dụ, các bạn kiểm tra coi những cái số nào là số nguyên tố, những cái số nào là hợp số nha các bạn. Ví dụ 15, 11, 13, 21, 40. Rồi các bạn kiểm tra giúp mình đâu là số nguyên tố, đâu là hợp số nha các bạn. Rồi thôi, xin chào và gặp lại tất cả các bạn trong quá trình giảng. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp mình để mình khắc phục những đoạn clip sau cho nó hay và ý nghĩa hơn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn. Bye bye.